Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn gặp những chiếc máy bay thật là tuyệt vời. Tôi sẽ gặp hai cái, màu xanh hoặc là màu vàng hoặc là màu đỏ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo lớp gấp. Chúng ta sẽ để như này. Để chúng ta tạo lớp gấp. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Đầu tiên chúng ta cũng lấy nếp, lấy điểm giữa, lấy điểm giữa nó là cuốn như thế này. Bên này cũng tương tự như thế, chúng ta đã có điểm giữa rồi. Cuốn